Có rất nhiều anh chị em hỏi mình là 500 triệu mua xe gì, rồi là mua xe này có được không, em mua xe lần đầu mua xe này có được không. Thực sự mình không biết trả lời như thế nào, bởi vì có một yếu tố rất quan trọng, đấy là anh chị em mình đang tìm cái gì ở một chiếc xe. Ví dụ một chiếc Accent phiên bản đặc biệt này là một chiếc xe đẹp, thiết kế tốt, nhiều option, giá hợp lý. Nó sẽ phù hợp với những anh em nào trẻ trung, thích cái sự đổi mới của xe Hàn. Nhưng rõ ràng là các bác 4-50 tuổi thì sẽ không nhìn chiếc xe vào mắt được, mặc dù đây là chiếc xe rất tốt. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc xe này không giải quyết nhu cầu mà họ đang cần. Anh em mình khi mua xe phải xác định rõ tiêu chí, rõ ràng luôn cho mình nhá. Một, anh em quan tâm gì đến một chiếc xe? Ngoại thất đẹp, lái sướng, tiết kiệm, an toàn, hay chỉ đơn giản là nó thực dụng, đúng chất một cái xe, giống kiểu nhà Toyota luôn. Đó là điều rất quan trọng. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em về chiếc Hyundai Accent. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Accent tại Việt Nam, và nó sẽ phù hợp với những anh em nào đang tìm kiếm một chiếc xe trẻ trung, thiết kế đẹp, nhiều option, nhưng mà máy hơi yếu. Trải nghiệm thì thực tế ra nó không thể so sánh được với Honda City hay là Toyota Vios, những đối thủ cùng tầm trong phân khúc B. Để nói về chiếc Hyundai Accent này thì thực sự đây là một trong những cái bước ngoặt của Hyundai tại thị trường Việt Nam mình luôn. Khó có một chiếc xe nào mà nó cạnh tranh sòng phẳng với Vios, thậm chí là còn đạp cả Vios xuống dưới chân, rồi là ấn đầu cả thằng Honda City xuống. Chỉ có duy nhất Accent có thể làm được. Bởi vì sao? Bởi vì nó phù hợp với thị hiếu của người Việt, thị hiếu của những người trẻ. Trước đây nếu mà anh em mình mua một chiếc xe đầu tiên ấy, thì có lẽ là cái độ tuổi của các bác phải tầm 35-40 tuổi thì có lẽ mình mới có điều kiện để sở hữu những chiếc xe đầu tiên. Nhưng bây giờ thì thực chất ra là anh em mình có khi là chỉ khoảng ngoài 20 một chút thôi đã có thể mua xe rồi. Và rõ ràng là ngoài 20 mà vẫn cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc của Toyota Vios ấy, là lành bền tiết kiệm, rồi là bán không mất giá, thì đó là những điều mà anh em mình không quan tâm. Anh em mình quan tâm những chiếc xe như thế này này. Ví dụ thiết kế nhá, rất là đẹp, trẻ trung này, mặt ca lăng rất ok đấy, lại còn sơn kiểu phủ nhám đen bóng này nữa. Đèn thì đèn bi halogen, nó ánh sáng vàng thôi nhưng mà dù sao nó cũng bù lại bằng cái dải đèn led ở đây đấy. Nó thiết kế thẩm mỹ hơn, rồi là có cái mở rộng góc chiếu khi vào cua. Đèn ở trên thì kém nhưng mà đèn dưới thì mình lại có đèn bi gầm, thế là nó có thể là đáp ứng tốt cái nhu cầu sử dụng của mình rồi, đúng không? Mà quan trọng ấy là nó đẹp, nó trẻ, nó không có kiểu là dài ngoằng ra như một số các ông khác luôn. Rồi là bên hông chẳng hạn, bên hông thì tôi cũng phải xin lỗi các kỹ sư Hyundai. Đấy là cái bộ hông, bộ mâm của chiếc Accent đặc biệt này, các anh thiết kế nó không được hợp mắt cho lắm. Nó mà là phay cắt thì có lẽ là mình nghĩ nó hợp với cái xe hơn. Đấy. Rồi là gương chỉnh điện, cụp điện này, có xi nhan trên gương, bấm chìa khóa cái là gương nó sẽ tự cụp lại. Đây là những điều mà anh em mình rất là cần thiết. Nhìn từ đằng xa có thể biết được là xe mình đang mở khóa hay là quên cửa. Chiều dài tổng thể nhá, thì dài hơn. Đấy, dài hơn một chút so với những cái đối thủ cùng tầm. Tôi chỉ luôn là so với Vios luôn, đúng không? Gầm này lại còn cao hơn nữa, nhưng mà tổng thể thì lại thấp hơn so với Vios. Gầm cao hơn nhưng mà tổng thể lại thấp hơn, thì anh em mình sẽ hình dung ra được là cái khoang không gian của nó, cái chiều cao nó sẽ không thể thoải mái như Vios được. Và tí nữa anh em mình ngồi trong xe sẽ biết ngay được thực tế tôi nói nó chuẩn như nào. Đèn hậu này, đèn hậu full led này, đấy. Cảm biến lùi, cảm biến góc, cam lùi có đủ hết. Nên chúng ta cần là cần những cái này thôi, phục vụ đích thực cho mình luôn. Đi đường ví dụ chật hẹp này hoặc là lùi các thứ như thế nào, thì những cái mẫu xe này rất thuận tiện. Và đặc biệt là anh em nào lái mới lần đầu mua xe đấy, thì đây là những tính năng mà không thể bỏ qua được. Còn cái kiểu thiết kế như này nhá, thì mình nghĩ là cái cốp nó sẽ bé. Đấy, gọi là bé thôi chứ còn chắc chắn là nó vẫn đáp ứng rất tốt cái nhu cầu sử dụng của mình luôn. Đây, những cái thùng các tông to như thế này, và mình cũng có thể để được khoảng 3-4 cái thoải mái. Đấy, dưới cùng thì kích lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa. Ok không ạ? Đây, còn đây, để nói về cái nội thất, thì đây tôi mời anh em, chúng ta vào trong khoang nội thất luôn. Tầm này mà vẫn còn ghế nỉ thì thực sự là chán luôn. Và may là cái ông Accent này, ông là ghế da, đúng không? Ghế da này xong lại có thông lỗ này, rồi là phối cái tông màu đen với kem, nhìn nó cũng trẻ trung. Đấy, cửa gió điều hòa ghế thứ hai có đủ, cổng sạc điện thoại có đủ. Thì chúng ta cần là cần những cái yếu tố nó như thế này thôi. Vẫn mang những nét thực dụng. Còn cảm giác ngồi nhá, đây, trần này nó sẽ hơi thấp, đúng không? Nhưng mà bù lại thì cái khoảng đầu gối này nó rất là thoải mái. Như này là mình đáp ứng được rồi. Bởi vì cái chiều cao người Việt mình ấy, phần lớn là loanh quanh dưới 1m7 hết. Thế nên là những chiếc xe như thế này mình nghĩ là nó vẫn đáp ứng tốt cái nhu cầu. Còn anh em nào khoảng 1m8 ấy, thì độ cho nó thành mui trần đi, ngồi cho thoải mái. Ok không ạ? Còn đây mới là những cái điểm đặc biệt của chiếc Accent. Nó nằm ở khoang cabin này. Ghế thì vẫn ghế cơ nhá. Ghế cơ với lại cái phanh tay thì vẫn phanh tay cơ. Chứ còn ông nào mà đòi tôi bảo phanh tay điện tử với ghế điện thì xin lỗi, hạng B không có cái chiếc xe đáp ứng cái nhu cầu thế cả. Nhưng mà nó sẽ có rất nhiều thứ hay ho này. Cửa sổ trời này,
mai mà Việt Nam thắng Campuchia nhá, xong rồi vô địch AFF Cup thì anh em chỉ cần mở cái này ra. Đấy. Kiếm cái cờ nhá, đứng lên đây này, xong rồi thò lên mà dẫm mà phất, được không? Màn hình rất đẹp nhá, kiểu dạng fly monitor. Đấy. Điều hòa, có điều hòa tự động này, màn hình thì rất là thích. Cảm biến cũng ok này, có xác định, có cả bản đồ dẫn đường này. Đấy, rồi là kết nối Apple CarPlay, Android Auto, nó có đủ cả. Đấy, mình cần là cần những cái yếu tố giải trí như này thôi. Start top khởi động thông minh này, điều hòa tự động này, ok không ạ? Một cái hộc để đồ ở đây, rất là thuận tiện. Có cả tẩu châm thuốc. Đấy, anh em nào nghiện ngập gì thì cái này cũng phục vụ rất là tốt luôn. Nhưng mà hút thuốc trong xe ít với nhau, hôi lắm. Hôi là anh em phải chịu khó đi lọc cái điều hòa đi. Cần số này, số thì thực ra đối với dòng xe nhỏ này này, mình cũng trao đổi thật với cả nhà luôn. Máy 1.5 và số vô cấp là hoàn hảo nhất trên những cái mẫu xe sedan hạng B như thế này. Và hai mẫu xe đang áp dụng rất tốt, đấy là Toyota Vios và Honda City. Còn thực ra đối với khối động cơ 1.4 mà số 6 cấp này trên Accent, anh em sẽ phải đối mặt với hai yếu tố. Một là nó không mượt, hai là nó cũng khá là tốn xăng. Đấy thì những cái đấy là mình phải chấp nhận thôi. Làm gì có một mẫu xe nào để vừa thiết kế đẹp như thế này, nhiều option như thế này, đúng không? Xong lại còn số ngon, máy ngon, lại còn giá rẻ nữa. Đừng có mơ, Việt Nam mình không bao giờ có, mà thế giới không bao giờ có luôn. Đấy, còn tại cái vị trí người lái này thì này, vô lăng này, nó nhẹ như này. Đi phố cũng tốt, mà anh em đi đường trường cũng khá là ok. Đừng có bỏ tay ra lúc lái là được. Vô lăng có rất nhiều nút bấm này, tăng giảm âm lượng, chuyển kênh, chuyển bài này, ra lệnh giọng nói này, có cả cruise control này. Mà cái thích ấy, là thích cái màn hình phía sau này. Đấy, màn hình kỹ thuật số nhá. Hạng B mà có màn hình kỹ thuật số digital này thì là quá tuyệt vời, đúng không anh em? Đấy, option thì về cơ bản đối với một chiếc xe có giá là 542 triệu nhỉ, chưa đăng ký. 542 triệu chưa đăng ký. Nếu bây giờ anh em mình lấy trong cái đợt mà giảm 50% lệ phí trước bạ này thì đăng ký ở tỉnh mới mất khoảng 30 triệu, thế là thành khoảng 570. Anh em có một chiếc xe như này mới tinh 100%, đúng không? Bảo sao anh em xe cũ tôi, bọn tôi ế nhiều quá đi mất. Anh em thấy thế nào về chiếc xe này? Còn lại nhá, về tính năng an toàn thì mẫu xe này nó khá là an toàn đấy. Có 6 túi khí này, có cân bằng điện tử này, có kiểm soát lực kéo này, có phanh ABS 4 bánh. Đấy là những thứ mà chúng ta quá thừa trên một mẫu xe sedan hạng B với mức giá hơn 500 triệu. 570 triệu khoảng tầm đấy cho một chiếc xe mà lăn bánh tại biển tỉnh, bản cao nhất, số tự động, có cửa sổ trời, option thì đầy đủ, chẳng phải làm gì cả. Cố gắng liên hệ hotline xong thông báo với các bạn ấy kiếm thêm được bộ phim cách nhiệt hay là trải sàn da nữa, thế là ok anh em ạ. Còn trả góp thì anh em chuẩn bị trước cho mình khoảng tầm 180 thôi, thế là ok lăn bánh rồi. Đẹp không ạ? Rất đẹp. Ngoài màu trắng có đỏ này, có bạc này, có cả đen nữa. Anh em thích màu nào chọn màu đấy nhá. Và nhớ đăng ký kênh. Và anh em cần tư vấn về mẫu xe nào hay giải đáp những thông tin thắc mắc, ưu nhược điểm các dòng xe, anh em comment xuống dưới, mình sẽ trả lời cụ thể bằng video nhá.